Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng hướng đến sân khấu để theo dõi phần thi đầu tiên đến từ đội tuyển Huyện Yên Mỹ với bài hát Chung Cây Lại Nhớ Đến Người của nghệ sĩ Đỗ Nhuận do Thanh Lê cùng Tốt Múa trình bày. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiết mục này. Vâng, lớn hơn được không ạ? Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quý vị đã cổ vũ rất nhiệt tình cho các đơn vị về tham dự ngày hôm nay. Và hy vọng rằng các nghệ sĩ của chúng ta, những nghệ sĩ không chuyên, sẽ cháy hết mình trên khấu để mang đến những món quà thật ý nghĩa dành tặng quý vị. Thank you.
Đơn vị huấn luyện Mỹ đã hoàn thành xong phần thi đầu tiên của mình. Tip mic 2. Chắc hẳn trong quý vị thì đều có chung mình những cái nhận định và chấm điểm cho các đoàn về tham gia liên hoan ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng tôi xin được công bố kết quả chính thức giải toàn đoàn. Chúng tôi xin mời đại diện các đơn vị sau chúng ta bước lên phía trước 3 bước. Xin mời huyện Văn Lâm. Xin mời huyện Ân Thi. Xin mời thị xã Mỹ Hào. Xin mời huyện Kim Động. Và chúng ta cùng chúc mừng
4 đơn vị đạt giải khuyến khích của Liên hoan Tiếng hát khu dân cư năm 2023. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đào Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lên trao giải. Vâng, đề nghị quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các đơn vị tham gia liên hoan. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Đào Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh lên trao giải khuyến khích cho các đơn vị tham gia liên hoan. Năm 2023. Cảm ơn và xin được chúc mừng các đơn vị đã đạt giải khuyến khích. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời đại diện các đơn vị sau chúng ta di chuyển lên phía trước 3 bước. Xin được mời đại diện của huyện Văn Giang. Xin mời đại diện của huyện Phù Cử. Và đại diện của huyện Tiên Lữ. Chúng ta cùng chúc mừng 3 đơn vị đạt giải 3 của Liên hoan Tiếng hát khu dân cư năm 2023. Ban tổ chức xin được trân trọng và giới thiệu kính mời đồng chí Nguyễn Thị Kim Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lên trao giải 3 cho các đơn vị. Trân trọng kính mời đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trao giải ba cho các đơn vị Văn Giang, Phù Cử, Tiên Lữ tham dự liên hoan tỉnh khu dân cư tỉnh Yên năm 2023. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí và xin được chúc mừng các đơn vị đã đạt giải ba của liên hoan. Tiếp sau đây, chúng tôi xin mời đại diện của các đơn vị sau chúng ta bước lên phía trước 3 bước. Xin được chúc mừng thành phố Biên và huyện Khoái Châu, hai đơn vị đạt giải nhì của liên hoan. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lên trao giải nhì cho các đơn vị. Xin được trân trọng kính mời. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng đơn vị thành phố Biên và huyện Khoái Châu, hai đơn vị đã xuất sắc đoạt giải nhì của liên hoan. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Vũ Tân Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lên trao giải và xin được chúc mừng đơn vị thành phố Biên và huyện Khoái Châu. Và tất nhiên rồi, đơn vị đạt giải nhất của liên hoan xin được chúc mừng huyện Yên Mỹ. Xin mời quý vị tiếp lên phía trước.
Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan lên trao giải nhất cho đơn vị huyện Yên Mỹ. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng đơn vị huyện Yên Mỹ. Vâng, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng đơn vị huyện Yên Mỹ đã đoạt giải nhất liên hoan tiếng hát khu dân cư tỉnh Yên năm 2023. Vâng, và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý chúng ta cùng lên sân khấu và để chụp ảnh lưu niệm với đại diện các đoàn về tham gia liên hoan. Vâng, xin được trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu chúng ta di chuyển lên sân khấu để ghi lại bức hình rất là ý nghĩa của liên hoan tiếng hát khu dân cư tỉnh Phú Yên năm 2023. Vâng, kính thưa quý vị, sau một buổi sáng liên hoan tiếng hát khu dân cư tỉnh Hương Yên năm 2023 đã thành công tốt đẹp, chúng ta